thì nó gọi là sai thác công vong. Tính là tất cả những cái cụ nằm trong khuôn viên này đấy, rồi những người con cháu đấy là hoan lạc, tức là vui vẻ. Tức là có cái việc gì thì chuyện trò bàn bạc rất đi là vui vẻ. Nhưng có một cái nữa là cái kinh thế con cháu vẫn còn chậm, đúng không? Là nó đang phạm vào cái sai thác công vong. Sai thác công vong đấy nó là cái tuần không vong, cho nên là cái kinh tế lên chậm. Thắp hương là ở đây các bác phải cắm 5 nén nha. 3 nén các bác vào chùa nha. Còn đây thắp 5 nén, mỗi mộ là chúng ta sẽ thắp 2 nén nha. 2 nén là quẻ thái âm, tức là người âm, người trần mình, vong hồn ấy, vong linh ấy, thì chúng ta thắp 2 nén. Còn đây là ngũ hành nha. Thì lăng là chúng ta sẽ thắp 5 nén nhé. Thế còn 3 nén chúng ta thắp ban tam bảo, 1 nén cúng ban, tức là các chư vị chính đức tôn thần, gồm có ngài thổ địa này, ngài thần tài, chúng ta thắp 1 nén nhé. Và hôm nay thầy trò chúng tôi lại tiếp tục trở về với lại đây là thuộc xã nào bác nhỉ? Xã Yên Bằng của huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định nhé. Để xem cho khu năng mộ đây cũng quy tập khá nhiều ở đây ha. Cái đầu tiên ấy thì để chúng ta biết được một ngôi mộ không người khác thì chúng ta sẽ dựa vào những yếu tố gì? Thì cái đầu tiên để chúng ta phải biết được rằng cái khu vực này nó có long mạch hay không. Xét về mặt người trần chúng ta ấy, tại sao mà nói là không thể nào áp dụng cái phong thủy dương trạch với âm trạch được? Vì người trần thì chúng ta thở bằng phổi đúng không? Chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào cái bát san và cái bát tự. Bát san tức là liên quan đến 8 hướng, bát tự liên quan đến các cái tuổi của chúng ta đấy. Ứng với lại từng cái phương vị một. Thế còn về phần âm phần đấy thì đây mọi người nhìn này, oxy không thể nào lọt được xuống dưới đây được. Mà nó liên quan đến cái năng lượng của hay còn gọi là cái khí mạch, long mạch đấy nha. Thì khi mà cái khí mạch nó tác động đến cái bộ xương các cụ đó thì luôn luôn giữ cho cái bộ hải cốt ấy các cụ được ấm, hay gọi là ấm mộ, hay còn mình còn gọi là mồ yên mà đẹp. Xong đó là các cụ, một cái ngôi mộ mà đẹp đấy, không phải là nhiều người nói là làm mộ đẹp thì các cụ cứ giữ mộ mà không đầu thai chuyển kiếp, đó là cái quan niệm của chúng ta, đó là cổ hủ sai. Mà những cái ngôi mộ kết, ngôi mộ kết đấy là hoàn toàn cái vong linh của các cụ là đã tu rồi. Tu thì mới độ được cho con cháu đúng không bác? Cũng không khác gì người trần chúng ta, khi mà bố mẹ mà sống có làm việc rồi tích lũy được nhiều tiền của thì bắt đầu mới cho con cháu được. Thì các cụ thì các cụ phải tu mới phát phúc được về cho con cháu nhá. Cho nên còn cái việc không phải là cứ giữ cái hồ các cụ cứ ở cái mộ này là ngự ở đây đây đâu. Các cụ năm khi đi về Tây Phương Cực Lạc, đi đền to phủ lớn hay là tu ở một cái cõi nào đó, linh hồn các cụ đó, và phát phúc về cho con cháu nha. Thì bây giờ cái đầu tiên ấy thì xét về cái âm trạch thì chúng ta sẽ kiểm tra cái long mạch ở đây á, xem cái khu vực này chúng ta có long mạch hay không ha. Đây bác, các bác xem nhé, đây cái chỗ này đấy, tức là cái đất này là đất có long mạch, có mạch khí nha. Long mạch ăn từ trên này xuống này, ăn trên này xuống này. Các bác xem nhá, giải từ đây ra đằng kia là tính toán có các cái gò đống nó lên, tức là cái đường đi của long mạch ấy. Đấy thì nó sẽ có những cái các cái gò đống nó đi này. Long đi đến đâu thì sẽ có các cái thớ đất cao hoặc những cái gò đống nhá. Đây các em quan sát nhé, người quan sát là long ăn long mạch ăn từ phương vị này đến này. Và còn ra đầu này nữa thì cái cuộc đất của chúng ta này thì nó đang nằm trên cái thớ long mạch. Đây chúng ta nhìn là cái địa thế đây, là đây là hoàn toàn tự nhiên đúng không? Đây là chúng ta chưa có bồi đắp thêm vào đúng không? Vì thầy nhìn cái thế địa tự nhiên này là thầy biết rồi. Đấy mọi người nhìn nhé, các cái thế nó cao thấp rồi xong nó lại thấp xong lại lên cao, tức là long mạch nó đi đấy, có mạch qua ao, qua sông, qua đầm, qua núi, qua đồng, qua lon, và lại có mạch phát ngôi dương. Đấy, thì cái long mạch nó không thể nào ăn như là chúng ta đắp cái đường kia đâu. Nó cứ chỗ cao chỗ trũng, nắm chỗ ăn xuống dưới lòng sông có chỗ thì nổi lên thành gò đống. Đấy, thì cái chỗ này đất chúng ta đây nó gọi là âm thủy long cục nha. Cái long mạch này nó thuộc âm thủy long cục đó. Nhưng mà cái năng lượng của cái khu mạch khí này yếu rồi. Nó cũng do là tác động nhà ta làm đường xá doanh nghiệp hay đào sông hay khơi mương gì đó, thì
động chạm đến mạch khí rồi, cho nên về lên đây yếu chứ nó không còn khỏe nhá. Đây này mọi người xem này, đấy, tức là có long mạch nhưng nó đang nở đà. À, thế giờ thầy sẽ kiểm tra cho xem là trong cái khuôn viên này của chúng ta đấy thì chỗ nào là những chỗ mà tụ khí mạnh nhất. À, có vẻ cái ngôi mộ này đây, ngôi mộ này có khí. Có thấy không? Nó toàn báo vào đây à? Mỗi ngôi mộ kia mỗi ngôi này thôi ra chỗ này là đã có này, vì nó nằm trên đường long mạch mà nên đây thì nó sẽ nhiều hơn này, đúng không, mạch khí nhiều hơn này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kiểm tra cái năng. Tuy rằng cái năng thì nó không nằm trên ngôi mộ, nhưng mà cái năng này nó có cái tác dụng rằng gì, là nó đón khí này, giữ khí này, để tạo sinh khí cho cái khu năng mộ. Và đặc biệt nơi đây nó là nơi thờ thần linh, tức là trong cái khu nó có khu năng và mộ nhé, mọi người hiểu nó rõ ràng nhé, chứ không phải năng mộ nó là cái mộ đâu nhé. À, cái phần mộ thì nó gọi là mộ phần, mộ nó có riêng cái phần mộ riêng, mà cái năng riêng, năng là thờ các chư vị thần linh. Ở trong ngôi nhà chúng ta gọi là có cái ban thờ gia tiên ấy, hay gọi là ban thờ thổ công ấy. Thì ở nghĩa trang chúng ta lên có một cái năng để thờ thần linh, các vị cai quản trong cái khuôn viên của cái khu nghĩa trang gia đình chúng ta nhá. Khi chúng ta đến thắp hương, chúng ta phải thắp hương đây trước, cái năng cần phải làm cao giáo sạch sẽ. À, cũng như là trong ban thờ gia tiên chúng ta cần phải làm sạch sẽ cao giáo đúng phương vị đó. Cái hai nữa thì khi mà lập cái năng đấy, cái tiếp đến là cái phương hướng lập năng, thì cái năng này của các bác đang nằm là các bác nào vừa rồi đi vào đây đi, đang đập vào hướng đinh, hướng đinh hoa nạc nhá. Nhưng mà nó vào cái đây, mọi người xem nhé, đây nó thuộc Ất Mùi này, Tân Mùi này, Nhâm Ngọ. Đây em nhìn, các em nhìn nhá, ba cái điểm là nó song nhau đen xì này. Đấy, thì nó gọi là sai thác công vong. À, tính là tất cả những cái cụ nằm trong khuôn viên này đấy, rồi những người con cháu đấy là hoan lạc, tức là vui vẻ. À, tức là có cái việc gì thì chuyện trò bàn bạc rất đi là vui vẻ. Nhưng có một cái nữa là cái kinh thế con cháu vẫn còn chậm, đúng không? Là nó đang phạm vào cái sai thác công vong. Sai thác công vong đấy nó là cái tuần không vong, cho nên là cái kinh thế lên chậm, nó phải được chính khí cơ. Đấy, thì lên mới nhanh. À, chứ còn như này thì lên hơi chậm. Đây chính khí nó sang đây cơ. Đinh này. Đây nằm đây cơ. Như thế này cơ. Đấy, thì con cháu mới làm ăn được. Đây với tọa độ là 192 độ nha, ghi vào đây 192 độ, em ghi vào 192 độ. Tất cả cái khuôn viên này đều lấy 192 độ nhé. Đây nhá, long mạch chúng ta ăn phương vị cung quý long nha, tức là cái long mạch cho chính ăn từ phương vị cung quý. À, rất nhiều người đấy thì không nắm được yếu tố này nhé.
cái mồ mả thì nó ảnh hưởng nhiều của long mạch, thì mình phải biết long mạch có long mạch ha. Cái đầu tiên là mình xem là nó có long mạch không đã. Thì cái chỗ này mình có long mạch. Cái hai nữa, có long mạch thì mình sẽ phải biết nó ăn từ phương vị nào đến. Cái tính chất của cái long mạch nó thuộc quý long, nó thuộc khảm long. Đấy, quý long thì long nhập thủ nó là phương vị đinh sửu. Tức đây, long nhập thủ là vào phương vị, tức là long nó cấp cái khí vào trong cái cuộc đất của chúng ta này, của cái long mạch ấy. Cái long mạch nó khác với cái mạch nước nhé mọi người nhé. Rất nhiều người đấy là hiểu sai cái vấn đề là cái mạch nước. Đấy, hay là gọi là đào đến mạch nước, không phải đâu. Cái long mạch nó khác. Long mạch là những cái nơi, những cái đường dẫn khí, cái khí mạch. Còn cái mạch nước của nó là khác nhé. Khi mà long nhập thủ và đinh sửu thì chúng ta tức là gì, quý long thì hai huyệt hướng về ngọ khôn, tức là mình lập hai cái hướng là hướng ngọ và hướng khôn. Thì cái lập hướng ngọ này được chính khí, được hoan lạc vui nhìn ngôi nhà vui vẻ. Lập hướng khôn cũng được, thì được trường sinh, được vượng tài, con cháu giàu có. Nhưng mà giàu có mà suốt ngày cãi nhau cũng không nên nha. Thì lập hoan lạc để cho vui vẻ, con cháu lúc nào cũng vui vẻ. Thì đây nhé, đây chúng ta sẽ lập sang cái hướng đinh, tức là 192 độ. Đấy, An Phúc Đức vào cung hoàn lạc. 192 một ghi 192 độ nhé, độ nam đấy. 192 độ nó là độ nam. Đấy, và em cũng thể ghi nữa cái tọa độ này nữa, em lập sang hướng khôn tây nam. Đấy, tây nam thì quẻ thăng thì là 222 độ, hoặc là lập sang hướng tây nam 222 độ nha, là được vượng tài. Tức là vượng tài thì nó liên quan đến tài vượng, là kinh tế con cháu phát triển tốt. Nhưng mà cũng không thể nào nói là vượng tài mà gia đạo được an vui đâu nhé. Vì cái tính chất của cái cung vượng tài thì nó chỉ liên quan đến vấn đề tài chính thôi, tài vượng lộc lá thôi. Nhưng cũng có thể là con cháu trong gia đình vẫn cứ cãi gọi nhau. Nhưng mà an cái cung hoan là ví dụ như là cái ngôi năng này là các bác lập theo hướng ngọ. Được hoan lạc, tức là các bác xem cho con cháu năm khi có cái việc gì ấy, thì cũng khá đông vui đúng không? Vui vẻ, mọi thứ bàn bạc thuận, nhưng mà kinh tế nên chậm là do nó phạm vào cái sai thác công không, gọi là sai số âm dương đấy. Cho nên là kinh tế con cháu hơi chậm một tí, nghe không? Thì cái này lập sang cái hướng quẻ đỉnh thì nên khá nhanh đấy, nghe không? Nên rất nhanh, nghe không? Thì cái chỗ này nhá, các bác bố trí nâng cấp cái lăng này lên. Đấy, mình tu sửa cho nó khang trang tí. Cái này cũng không cần nhất thiết là chúng ta cần phải ốp làm đá hay gì đâu. Cái này chúng ta chỉ cần làm thông số kỹ thuật cho nó to lên, nó cao lên một tí. Cái này thì cái nền này chúng ta cần ở cái ngoài kia thì để nay mai có thể bồi thêm những đây, những cái lăng mộ đây rồi, thì còn cái khuôn viên chúng ta để dành riêng một cái khuôn viên chỗ này ra. Rộng rộng ra, chúng ta làm cho nó cao ráo lên nhé. Đây nên hết rồi đi. Đây thì khi được, bây giờ chỗ này đang thiếu lối. Giờ cái lăng ấy mình nâng cao lên. Có thấy có cách không? Còn có cách không? Nha, đó ra đúng chỗ này này, nha. Đây ngay đầu cái trụ xe. Đây thầy cái vẽ cái tim này trong cái em mở rộng nó ra nhé. Rộng 1 mét. Nha. Rộng 1 mét, lọt đấy là lọt sáng nhé. Rồi ra cái chỗ này mà chúng ta biết cách làm đấy, rất đẹp. Chúng ta trừ vào đây khoảng 90 phân. Chúng ta xây một cái ngoài này chúng ta xây cao 1 mét, chỗ kia nhà ta phải 1 mét mấy kìa. Mình xây lên cao đều khoảng, nếu mà xây cao được 1 mét 34 thì tốt nha. Không thì chúng ta xây 1 mét, những cái chỗ kia thầy kêu cho họ xây cao mà, đúng không? Thì chúng ta xây lên, nhưng mà chỗ này vẫn chỗ cái cửa ra, xong vào trong đây một cái cửa nữa, xong chúng ta đi từ ngoài kia, chúng ta đi khoảng 90 phân
đi lòng quanh vào đây mới đầu mới bước vào trong cái khuôn viên này nha. Vì cái phương vị phía nam kia để tí thầy xem còn một cái cửa đi phương vị cung đình chỗ kia nữa. Đây nữa một cái cửa chỗ này nữa. Cái cụ này cửa này rộng một ba bốn mười à, tổng 1m34 cửa đúng chỗ này luôn nhé. Đây này, chúng ta xây, chúng ta trừ lại khoảng 1m đi, chúng ta đi vòng quanh vào đây một cái cửa này. Cửa này là cửa hoan lạc nha, hoan lạc các con các cháu mai sau sẽ rất giàu có. Cái cửa kia là cửa vinh phú, hoan lạc vui vẻ, vinh phú giàu có, chỉ đi vào trong đây. Ví dụ ở trong này chúng ta xây cái tường cao lên khoảng 60 nha. Cái ngoài kia nếu mà xây cao được xây khoảng cao 1m34 trong quan hồi quách đấy. Xong đi vào đây, tức là con cháu không được phép đi ngang tắt kia, chỉ được phép đi vào cái lối này với lối kia thôi. Đấy, bây giờ chúng ta lựa chọn đi, chúng ta đi vào cửa tử hay đi cửa sinh. Đấy, các bác thấy trước đây là Trung Quốc nó sang nó yểm người Việt Nam đúng không, lúc nào nó cũng có hai cái cửa. Đấy, ông đi vào cửa tử thì ông nhiễm độc, cửa sinh thì ông lấy được vàng đúng không. Đấy, thì chúng ta chỉ được phép đi vào hai cái cửa kia nha. Cái lối vào bên đây là từ đây này, từ đây ra đây, đây là quan tước của con quý chỗ đây sang là tố tụng trường bệnh. À, chúng ta cứ đi này tắt một nhát đây đây, thì cái chỗ này nha chúng ta làm một cái đường đi vào đây, tức là đi vào cái khuôn viên này chúng ta bắt đầu cua theo cái đường ra kia, à, nhá. Chúng ta không đi trực tiếp này. Đây này, chúng ta làm cua cái đường này sang cua ra đây. Cái chỗ này thực ra để nói chỗ này ai nhận chưa, chưa ai nhận đúng không? Ngày xưa là ruộng của nhà mình nhưng mà bây giờ phải chia cho cái chỗ này nên là các bác làm được, đập ra đổ linh tinh nha, làm cái đường đi ở ngoài này, đi đây này, đi vào đây, không cần bác đổ ra đây được mà bác đi chỗ này vào đây được, nên đổ thêm tí vào đây bằng đây chị ạ. Đấy, đổ vòng đây này, lấy nó đưa vào đây nhá, xong cua ra đường kia và đi đường kia nhá. Cái cổng này là cổng quan quý. À, mai sau trong gia tộc chúng ta sẽ sinh ra những người con làm quan chức, quan là các con các cháu vui vẻ, vinh phú, con các cháu giàu có. Đặc biệt nữa cái đằng sau này, cái tọa sơn các bác phải xây cao đi. Như các bác xem là những cái chỗ kia người ta làm đá cao 3m mấy, các bác xây chỗ này tối thiểu là cao 2m34 nha. Đây này, cái tọa sơn đằng sau các bác xây khoảng 3m từ đây sang đây, 3m3 nha. Tức là em sẽ chia tâm này ra, ra đằng sau em xây dài ra này là 3m3, 3m3 cao 2m34. Đấy, huyền vũ là liên quan đến nhân đinh, muốn nhân đinh mai sau con cháu ổn định có sức khỏe tuổi thọ cao thì làm nơi huyền vũ đằng sau cao dài cao lên nha. Cái phương vị đây có cổng môn rồi, ngọ môn. Đấy, phương vị đây chấn môn nha. Cái cổng này cổng vi phú này, hai bên cái trụ biểu các em xây nhá, cái cổng này em phải có cái trụ biểu lên nhé. Ví dụ đây, ví dụ cái cổng kia là ngang 1m đúng không, ví dụ thầy nói là bức tường như này đúng không, đây này, đến đây đi, tức là chúng ta chỗ cái cổng này đằng này 1m, đằng kia là 1m34 đúng không, đây là 1m. Em xây cho thầy cái trụ biểu lên, từ xây hai bên này là hai cái trụ biểu này để định hướng mà. À, em xây lên 1m66 như cao 1660 thấy chưa. Đấy, đẹp nhất thì chúng ta cuốn vòm, nhưng cuốn vòm đây thậm chí làm hoành tráng quá rồi thì nhà ta ra, nhà ta này gây rắc rối cho mình nha. Nói các bác về trong khi chúng ta làm, kể cả làm nhà làm mồ mà nó có rất nhiều cái khó. Năm khi chúng ta làm chẳng động ra sao ai, nhưng mấy cái thằng xóm nó nhìn thì mình làm cái bộ đẹp hơn nó ghét.
Năm thằng nó ở góc kia cơ, nó chẳng ở đây. Nhưng nó thấy mình làm bia ghét nó đi, nó xui chọc gậy bánh xe mà. Đấy, cuộc đời chúng ta là như vậy. Đấy, cho nên là chúng ta làm, nếu mà làm đẹp thì chúng ta sẽ cuốn vòm lên. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta cứ xây trụ biểu lên được, để cho mọi người họ đỡ soi mói mình. Kể cả tất cả các cái trụ biểu ở đây vào nhé. Đấy, trụ cổng vào mọi người đều phải xây hai cái trụ hai bên là 1m66 nhá, để định hướng thiên bản nhé. Cái này thầy ơi, bởi vì là sợ là lấn ngoài này được. Ừ. Không, mình xây bên trong mà, bên trong. Không, thầy đang bảo em xây bên trong, có xây bên ngoài đâu. Đây này, nhá. Bây giờ chỗ cổng đây, chúng ta đi vào đây, chúng ta cua vào cái đường này, xong đi ra kia. Đây là 90 rồi thầy. Vào. Thế đây chỗ này rộng, chúng ta cứ để mét đi. Đường phụ nữa. Đây xây một cái tường, một cái quay, tức là kể cả các em xây lên 30 phân hay 60 phân hay 20 phân được, nhưng mà luôn là bảo mọi người là đi nó có đường có lối, đừng có đi tắt nha. Đúng rồi, cái hư công tí vào đây. Cái này nhá, là chúng ta sẽ sửa vào những cái tháng này. Bây giờ tháng 2 qua rồi, sửa toàn thể cái ngôi mộ này. Đấy, thì không được sửa tháng 3 vì cái hướng này nó đang nằm hướng ngọ nha. Và tọa tí hướng ngọ, cổng môn thuộc trấn, thì chúng ta sẽ sửa vào tháng 4 hoặc tháng 5, không thì tháng 10, tháng 11. Tức là trong năm nay chỉ còn 2 tháng là tháng 4, tháng 5 và tháng 10 và tháng 11, 4 tháng nữa thôi. Là không, chúng ta sửa toàn bộ cái khu này. Không, tháng 3 là cái mộ kia. Cái mộ kia, mỗi người mộ kia nó đang nằm ở hướng khôn. Nhá. Vì cái hướng nằm, cái hướng của cụ kia đang nằm hướng khôn. Đấy, còn tất cả cái khuôn viên này lấy đây là nập toàn sang hướng ngọ hết. Chứ không phải là nha. Lúc là làm được, có cụ sửa trước được, cụ sửa sau. Đúng rồi, có cụ sửa trước, cụ sửa sau. Nha, còn cái khuôn viên này chúng ta làm, chúng ta sẽ làm vào tháng 4. Đấy, và tháng 4, tháng 5, tháng 10 và tháng 11. Nha, tháng 4 và tháng 5 là được vượng tướng này. Tháng 10, tháng 11 là được mộ khí. Nha, chỉ sửa duy nhất hai cái thời điểm đó thôi. Đấy, còn tháng 3, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 12 là chúng ta không được làm. Cho nên là thầy mới nói mọi người nè, đi rồi. Có rất nhiều người đấy là có tiền nhưng mà vô ích. Vì có tiền mà chúng ta không làm sử dụng đúng vào nó thì vô ích thôi. Năm người xây mộ to lắm, khi thầy làm những ngôi mộ trong Nghệ An 7 tỷ còn phải đập ra cơ. Tại vì xây xong cái con cháu hạ bệ hết một loạt xong thì chẳng phải đập ra làm lại à? Đấy, nhưng mà có những ngôi mộ thì họ sẽ xây mấy triệu bạc. Thế thôi, nhưng mà xong rồi phúc khí con cháu lại làm rất nên. Cũng hôm nay nói mọi người nhé, cái ngôi mộ mà nó có vượng khí đấy, chúng ta sửa rất khó. Đừng tưởng là có tiền mà sửa ra đâu. Có những ngôi mộ, ví dụ như có những ngôi mộ trước đây các cụ xây chắc chỉ mấy trăm nghìn thôi, nhưng bây giờ ngôi mộ nó đang có khí, con cháu đang hưởng lộc. Mà bây giờ lộc, bây giờ con cháu có những người hàng vài trăm tỷ, bây giờ bỏ ra một vài tỷ xây mộ là bình thường, nhưng thầy mộ lại không được làm. Đấy, bây giờ bỏ một vài tỷ ra xong nó xuống hết một bệ. Cho nên đặc biệt cái tính chất của mộ mã nó có một cái nhạy cảm như thế. À, nếu mà ngôi mộ chưa tốt thì phải sửa cho nó tốt. Còn ngôi mộ nó đã tốt rồi thì chỉ dưỡng mộ thôi. Đây, hoặc là có những ngôi mộ nhá, đắp đất nguyên, chưa có xây gì cả, thầy không cho xây cơ. Vì để cho nó tốt thì xây làm cái gì? Đấy, không phải là năm người có tiền mà cứ có tiền là xây mộ đẹp, hay là mình ra nghĩa trang mình cứ nhìn cái mộ đẹp kia là mình bỏ là ngôi mộ rất đẹp đó. Nó chỉ đẹp về cái đá này, đẹp về cái kiến trúc này. Nhưng mà về mộ thì nó lại không, cái kiến trúc lại không đóng vai trò gì liên quan đến cái ngôi mộ, mà đóng vai trò liên quan đến khí mạch. Đấy, như các bác vừa thầy kiểm tra nhé, quanh cái mộ khu này làm gì có cái mộ đâu, mỗi ngôi mộ này có cái năng lượng tốt. Đấy, rất tốt luôn. Ngôi mộ này là cái đầu tiên, còn các cụ kia là đưa đến khác giải tỏa, cái tòa buộc lòng phải đưa về. Đấy, nhá, thế nhá. Là ra luôn. Thôi, bây giờ các thầy phải về chỗ chùa Địa Tạng. Đấy, làm cái khu cái gia chủ họ làm đến 400 triệu chưa.